chào mừng quý vị. Thế thì một tràng pháo tay nữa thật lớn lên nha quý vị. Một tràng pháo tay cho đây là tất cả những đẹp của The Grammy World Beauty tối hôm nay và đạo diễn cho chương trình hôm nay. Xin quý một tràng pháo thật lớn để chào đón nữ MC Kiếp Ngân. Ủa, người đẹp không tặng tặng bông luôn. Thưa quý vị, trước hết thì chúng em xin được kính chào tất cả quý vị và xin chúc cho quý vị hồi lễ cuộc sinh thật là vui vẻ. Kính thưa quý vị, khi quý vị nhìn thấy sự hiện diện của tất cả những người mẫu trên đây thì chắc quý vị cũng đã thấy được cái cao trào của show diễn cũng như cái sự hứng khởi của quý vị đã chấm dứt là bởi vì quý vị biết cái show đã xong. Tuy nhiên Khiết Ngân nghĩ là lúc nãy chị Ngọc Minh có giới thiệu đó chỉ là cái con của Khiết Ngân thì Khiết Ngân nghĩ sẽ rất không công bằng nếu mình nhận là con của một mình, bởi vì để thực hiện được cái show diễn ngày hôm nay mặc dù chỉ có vài phút thôi, tuy nhiên đã có rất là nhiều những người thầm lặng đứng đằng sau để đóng góp. Như quý vị thấy là ngày hôm nay bên cạnh những người chụp hình, ví dụ như là anh Alan Chan của Carol Studio cũng như là anh Quân Trần cũng như các quý vị ở trong Dragon Productions đã giúp quay phim và chụp hình, rồi các bạn như Sheila, chị Kathy, chị Dương cũng như là Xíu đã giúp để làm make up và làm tóc để tôn thêm cái nét đẹp vốn dĩ đã xinh đẹp của tất cả những người mẫu quý vị thấy ở đây là càng thêm xinh xắn. Nghĩa đó là trừ nghĩa ra, nhưng mà quý vị thấy nghĩa cũng xinh xắn lắm đúng không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, sở dĩ Khiết Ngân nói như vậy là Khiết Ngân cũng muốn nhân cơ hội này được chính thức cảm ơn đến Hữu Nghĩa, đặc biệt là Hữu Nghĩa mặc dù chỉ mới biết ngày hôm qua là phải hát cho ngày hôm nay, nhưng mà Hữu Nghĩa đã rất là vui vẻ và sẵn lòng. Hôm nay Hữu Nghĩa không có trình diễn nhưng vẫn tới đây để giúp, cho nên xin cảm ơn Hữu Nghĩa và anh Huy với là anh Dũng, xin cảm ơn hai rất nhiều. Và thưa quý vị, cái lời cảm ơn không thể nào dừng lại nếu Khiết Ngân không được phép không cảm ơn đến tất cả những người mẫu ở đây. Thưa quý vị, như Khiết Ngân đã nói lúc nãy, mặc dù show diễn chỉ có vài giây, vài phút thôi, tuy nhiên tất cả các người mẫu đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tập luyện trước đó. Nhất là xin được cảm ơn đến Rosemary, cảm ơn Lillian, cảm ơn Jim, cũng Trâm. Và đã mặc dù đã đến sau khi có một số người vì một số lý do cá nhân không có diễn được, nhưng mà vẫn đến đây tập diễn. Khiết Ngân biết là Khiết Ngân nói dài, nhưng mà xin quý vị, thưa quý vị, xin quý vị phải nán lại, bởi vì Khiết Ngân nghĩ cái tấm lòng đó, cái thành tình đó cần phải được nhắc nhở ngày hôm nay. Cho nên xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho Khiết Ngân một cái show diễn thành công ngày hôm nay, không phải chỉ bởi vì vẻ đẹp của các bạn mà còn tấm lòng của các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho show diễn.